Vâng, chào mừng các bạn trở lại với Autobuy. Bây giờ là một vài phút trải nghiệm nhanh chiếc Ioniq 5, Ioniq 5 đấy. Thì trước khi bắt đầu chạy thì chúng tôi có một vài cái điểm chia sẻ sự khác biệt khi mà vận hành chiếc xe này. Đầu tiên đó là cái phần cần số thì được tích hợp ngay trên dưới vô lăng này. Đấy thì chúng ta sẽ nhấn phanh và chuyển số thì như bình thường cơ cấu thôi, vặn lên vặn xuống thì R, N, D này đấy, vặn trái vặn tiến và vặn lùi thôi. Còn nếu mà dùng nút đỗ thì là nhấn vào đây, park đây đấy, nhấn vào nút park đây thế thôi. Cơ chế này thì không có gì nó khác biệt, nó chỉ chủ yếu là nằm ở vị trí khác nhau thôi. Xe thì cũng có những cái chế độ như auto hold hay là phanh tay điện tử ở bên trái này. Mở cốp off. Ok, thì mình bắt đầu đi nhé. Rồi. Ok. Nhắc lại cho các bạn nhớ rằng là chiếc xe này là có cái dung lượng pin là 72,6 kWh. Theo công bố nhà sản xuất là tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 7,4 giây. Trước khi đạt tốc độ tối đa là 185 km/h. Xe VF8 thì hình như chưa công bố cái tốc độ tối đa, nhưng mà tôi đoán cho các đâu đó nó phải đạt gần 200. So với VF8 thì khả năng công suất của chiếc xe này là nhỏ hơn. VF8 sử dụng một cái pin đâu đó lên tới hơn 85 kWh, và cái mã lực rồi mô men xoắn lớn hơn, mã con này là 215 mã lực và 350 Nm. Vâng, khu vực này là chúng tôi được di chuyển với tốc độ 80 km/h, tôi cứ đạp thử xem sao. Đạp nha. Êm mượt, nhưng mà nếu so với chiếc xe điện mà tầm mà tôi vừa được lái mới đây đó trên VF8 thì đương nhiên rồi, công suất nhỏ hơn thì với cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này thì kém hơn, êm mượt hơn. VF34 là dẫn động cầu trước nên là nó có cái nhược điểm của nó là cái lực từ pin nó từ động cơ ra là quá lớn và dẫn động luôn cầu trước, dẫn đến là dẫn đến hiện tượng bị thừa lực lúc xuất phát nếu đạp ga thấp. Còn chiếc xe này thì cầu sau, cái điều đó nhược điểm đó đã được khắc phục rất là hay, nhưng mà nếu mà so với hai cầu thì lại không bằng với cái khối lượng pin. Vâng, đây tôi đang thử cái tốc độ xem là 120 km/h giới hạn, nhưng mà ôi khó lên quá, khó lên luôn. Đấy, một lần nữa cho thấy rằng là chúng ta để đạt được cái tốc độ khoảng tầm 140 km/h như hôm vừa rồi, 149 km/h mà tôi đạt ở trên chiếc VF8 thì sẽ lâu hơn. Đấy, đơn giản là một cái thông số là chiếc xe này yếu hơn thôi. À, và đây là cái đường cua. Thì một cái thông số chắc cũng không nhiều người biết và quan tâm đến đó chính là cái bán kính vòng quay. Thì chiếc xe này với trục cơ sở là 3m thì bán kính vòng quay của chiếc xe này không phải là một đợi điểm cụ thể, là nó khoảng tới 6m theo công bố của Hyundai đấy. Cả một đường kính là 12m, bán kính vòng quay 6m. Chiếc xe ví dụ như có chiếc xe 7 chỗ Avanza Veloz chẳng hạn, bán kính vòng quay đâu đó khoảng 5m1. Chiếc xe này 6m cũng là một cái có thể rằng là một cái điểm mà sẽ gây khó khăn khi mà đi trong phố, mặc dù chiếc xe này là xe chủ yếu trong nội đô. À, một thông số khác nữa là khoảng sáng gầm. Thì chiếc xe này có khoảng sáng gầm khá là khiêm tốn là 170 mm, đấy, 17 cm. Thì so với 34 hay là VF8 thì thấp hơn 1 cm. Nhưng mà lợi điểm của chiếc xe này thì là vừa là tự nhiên của một chiếc xe điện, nó có khối pin rất là cân bằng rồi, và wow, đã gần hết đường rồi. Đấy, bây giờ
xin phép ban tổ chức lái thêm một vòng nữa đấy. Thực ra thì lái luôn của xuất anh quay phim nếu ai hỏi. Xe này thì xi nhan thì có cái camera hiển thị, có camera 360, rồi xi nhan nó y hệt như Santa Fe mới. Về an toàn thì chiếc xe này cũng khá là nhiều, có đầy đủ các hệ thống an toàn Hyundai Smart Sense đấy, rất nhiều, mười mấy cái tính năng mà tôi không nhớ hết được. Trong đó có cả tính năng mà đấy. Xin lỗi các bạn là ngồi sau nếu hơi say say một xíu. Rồi, thử lại tăng tốc lần nữa xem sao. Mình ghé vào cái gờ giảm tốc một tí nhỉ. Đấy, cũng là khá là chắc. Nó tăng tốc nó êm thì đương nhiên rồi, xe điện thì không có cái tiếng động cơ mấy. Nhưng mà để tăng vọt lên một phát thì thậm chí tôi cảm nhận là nó còn chưa thể so sánh được với xe E34. Nhưng mà nó chỉ là một điểm thôi. Em lái chiếc xe này thì em thích nhất điểm nào em ơi? Dạ. Em lái chiếc xe này thì em thích nhất điểm nào? Êm vượt thôi. Êm vượt thôi hả? Êm vượt là sướng nhất. Thế còn độ ổn định hay là tăng tốc thì thế nào? Phanh. Em thấy cái độ ổn định thì tăng tốc thì được đều. Còn một đoạn để anh thử phanh. Anh phanh nhá. Anh xin phép thử phanh tí. 60 km/h đây, phanh nhá. Cũng đủ độ gọi là mượt và êm, không bị gắt quá. Theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc xe này có quãng đường di chuyển, đây là cái phiên bản long range, di chuyển được khoảng tầm 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Đấy, đó là theo cái tiêu chuẩn WLTP đang phổ biến tại Mỹ, châu Âu hiện nay đấy. Đấy, còn theo tiêu chuẩn Hàn Quốc thì nó thấp hơn một chút, đâu đó khoảng 401 km. Tiêu chuẩn Hàn Quốc còn khắt khe hơn cả cái tiêu chuẩn WLTP của Mỹ. Chiếc VF8 theo tiêu chuẩn của WLTP thì nó khoảng tầm từ 406 đến 501 km sau mỗi lần sạc đầy. Đấy, còn thời gian sạc thì hai chiếc chắc nó cũng sẽ xem và con số 18 phút đấy sẽ sạc được từ 10 đến 80% với cái trụ sạc siêu nhanh 350 kW. Vâng, một vài cái trải nghiệm sơ bộ khi cầm lái vài phút chiếc Anic 5, một chiếc xe đình đám, xe của năm tại triển lãm New York, rồi là thiết kế đẹp nhất, rồi xe điện và rất nhiều giải thưởng. Ở thời điểm hiện tại thì như chúng tôi đã chia sẻ là chiếc xe này vẫn chưa được bán ra thị trường, mới chỉ là được nhập khẩu về để cho khách hàng ở các đại lý sau đó sẽ xem và lái thử thôi. Rất tiếc là nếu có ai có tiền thì vẫn chưa thể mua ngay chiếc xe này. Hy vọng trong thời gian tới Hyundai sẽ sớm lắp ráp và cái mức giá của chiếc xe này sẽ được công bố ở đâu đó. Theo tính toán của suy nghĩ của tôi ấy, hiện tại chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về, chịu thuế nhập khẩu lên tới 70%, nên giá bán của chiếc xe khá là cao, đâu đó nếu mà tính ra nó khoảng tầm 1,5 tỷ. Nếu được lắp ráp trong nước thì quanh quanh đâu đó khoảng 1 tỷ trên 1 tỷ là lợi nhuận tốt, lại còn được bán theo kèm pin. Khác biệt của chiếc xe này có lẽ chính là việc chiếc xe này giá có thể công bố cao hơn một chút như vậy, nhưng sẽ là bao gồm pin. Còn chiếc VF8 các bạn nghe công bố là hơn 1,2 tỷ, sau đó trừ khuyến mại ban đầu đi được khoảng tầm 900 đến 1 tỷ đó, nhưng mà là còn thuê pin nhé. Thế thì một chiếc xe
so sánh hai chiếc sẽ là khó và hơi khập khiễng một chút, bởi vì chiếc này là chiếc hoàn thiện, đã được kiểm nghiệm đầy đủ rất là nhiều cấp, nhiều bậc khác nhau rồi, trong khi đó chiếc VF8 mới đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn những cái điểm sơ bộ như vậy để các bạn nắm được cái thông tin. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.